Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem quản tin. Vụ IC tại Quảng Ninh có tiến triển mới, vòng vây đang siết vào chân thủ chính. Những vụ án liên quan IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất quan trọng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ này cho Tô Lâm thực hiện. Giám đốc Công an tỉnh chỉ là vai trò hỗ trợ, chứ không đủ tầm để thực hiện, bởi vụ án này liên quan đến những nhân vật tài to mặt lớn hàng đầu của chế độ. Ông Đinh Văn Nơi được đánh giá là lính thiện chiến nhất của Tô Lâm. Ông Nơi được đưa về tỉnh Quảng Ninh, được cho là để trị những vấn đề gai góc liên quan đến vụ IC ở Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, người tiền nhiệm của ông Đinh Văn Nơi, được đánh giá là không đủ khả năng để khoan thủng thành trì của Phạm Minh Chính tại đây, nên đã được thay thế bằng Đinh Văn Nơi. Bộ Công an ra quyết định đình chỉ truy nã Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ IC. Một khi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bung ra tại một điểm của tỉnh, thì bà sẽ mua gần như toàn bộ ra lãnh đạo của tỉnh đó. Các quan chức tại Quảng Ninh được cho là đã có sự tiếp tay của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bao gồm Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2019, Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2019. Ngoài ra còn có một số giám đốc sở thời bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giật thầu gói ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh như Trần Đức Lâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư lúc đó, Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế lúc đó. Ngoài ra, nhân vật quan trọng nhất chính là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2012, thì ai cũng biết đó là đương kim Thủ tướng hiện nay, ông Phạm Minh Chính. Những người vừa kể trên được xem là tuyến phòng thủ từ xa của ông cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đặc biệt là ông Vũ Xuân Diện, tức Diện Già, là đối tượng công phá của Bộ Công an. Tuy nhiên cho đến nay, cả Bộ Công an và ông Đinh Văn Nơi đều chưa làm gì được ông Diện. Để công phá được tuyến phòng thủ này, ông Tô Lâm cần có những chứng cứ thuyết phục hơn. Việc bắt Nguyễn Thị Thu Phương có thay đổi cục diện hay không thì cũng phải chờ xem. Vào ngày 4 tháng 8, Bộ Công an cho biết đã đình nã, tức là đình chỉ truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1975 tại Hà Nội, nguyên trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC. Việc đình nã là do Bộ Công an đã bắt được nhân vật này. Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Phương được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phân công tham gia đấu thầu dự án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào năm 2011. Bà Nhàn đã chỉ đạo bà Phương điều hành các công ty quân xanh trong hệ sinh thái của IC. Bà Phương còn bị cáo buộc giúp bà Nhàn ký vào mục kế toán trưởng trong báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012. Mục đích là để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu cho các công ty quân xanh, giúp cho IC trúng thầu. Với việc bắt được bà Phương, xem như phía ông Tô Lâm đã tiến thêm một bước nữa để công phá thành trì của ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh. Phạm Minh Chính được xem là nhân vật chơi cờ người có hạn. Theo thông tin nhận được từ nội bộ cho biết, ông Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi. Ông Chính có nhiều bàn cờ, nhưng bàn cờ Quảng Ninh là bàn cờ quan trọng nhất. Tuy luôn ở thế thủ trên bàn cờ, nhưng nhóm Tổng Tô tấn công hoài vẫn không thủng được. Và việc bắt được Nguyễn Thị Thu Phương được xem là đem đến một tia hy vọng nhỏ để nhóm Tổng Tô có thể khoan thủng hàng phòng thủ bê tông của ông Thủ tướng. Trong trận chơi cờ người giữa Thủ tướng và ông Tổng Tô đã xảy ra án mạng. Theo thông tin cung cấp, đó là trường hợp cháu ông Vũ Xuân Diện bị bắt về C03 của Bộ Công an rồi bị chết bất thường tại đây. Vụ án bị ém nhẹ và báo chí không được phép đăng tin. Trận cờ người giữa Thủ tướng và phe đối địch rất có thể sẽ ngày một căng thẳng. Nó phụ thuộc vào kết quả bắt người của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin vụ IC tại Quảng Ninh có tiến triển mới, vòng vây đang siết vào chân Thủ tướng. Đến khi xử lượt về, phần bốn án chung thân sẽ chảy vào miệng ai? Những hoạt động thực sự của quá trình xét xử vụ án chuyến bay giải cứu nằm ở đằng sau cánh gà, chứ không phải công khai trước tòa. Những gì đã diễn ra tại tòa rồi được báo chí mô tả lại chi tiết cho thấy nó như một tấn hài kịch vậy. Dự định phiên xử kéo ra trong 30 ngày, nhưng chỉ mới được có 10 ngày thì các diễn viên đã hết bài để diễn, nên tòa đành phải cho kết thúc sớm. Hơn nữa, thời gian xử phụ thuộc vào những cuộc ngã giá, nhanh hay chậm. Khi đang trong quá trình thương lượng thì không ai lường trước được thời gian, có thể kết thúc sớm và cũng có thể kết thúc muộn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tạm thoát nhưng chưa thực sự an toàn. Theo thông tin riêng mà Thời báo .d nhận được bên trong cung cấp, thì thông tin Thời báo đưa lại những thông tin này cho mọi người cùng biết có đối chính xác đến đâu thì thực sự rất khó kiểm chứng. Chỉ có thể kiểm chứng phần nào dựa vào những kết quả công khai trên truyền thông nhà nước. Còn những diễn biến sau phiên tòa thì chỉ có một số ít người biết mà thôi. Và đó là trong vụ án chuyến bay giải cứu, việc ngã giá bản án nào cũng nhanh. Chỉ riêng việc ngã giá cho án của Phạm Trung Kiên là lâu hơn. Tuy nhiên, đến khi kết thúc phiên tòa thì Phạm Trung Kiên cũng được thoát án tử. Đây là kết quả không đến nỗi tồi của ông Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Theo nguồn tin riêng Thời báo .d có được, thì việc chạy án của ông Tuyên không giống những trường hợp khác. Ông Đỗ Xuân Tuyên không giải tiền đều cho cả ba cơ quan tố tụng là cảnh sát điều tra, tòa án và viện kiểm sát, mà ông này chỉ bơm vào một nơi, đấy là Bộ Công an. Kiểu chạy án này được giới chạy án gọi là giao thầu. Đỗ Xuân Tuyên đã giao cho nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an thầu hết việc này. Đỗ Xuân Tuyên phải chạy làm sao cho Phạm Trung Kiên nhận án thấp nhất như có thể ở phiên xử lượt về. Thông tin từ bên nội bộ phân tích rằng, việc giao thầu cho Bộ Công an rồi Công an phân phối lại lợi ích cho tòa án và viện kiểm sát là một cách làm tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, khi bên Công an cho yêu cầu nhận thầu chạy án thì không thể không tin tưởng. Với lại, đồng hương Hưng Yên của ông Đỗ Xuân Tuyên toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong Bộ Công an. Không lẽ họ lại ăn chặn? Tuy nhiên, việc bị viện kiểm sát gây áp lực đối với Phạm Trung Kiên mục đích là cho lòi ra Đỗ Xuân Tuyên thì cũng có thể hiểu rằng bên Công an đã nhận thầu nhưng lại ăn một mình, không chịu chia lại cho viện kiểm sát và tòa án. Kết quả Phạm Trung Kiên được đưa về mức án chung thân ở những phút cuối của phiên tòa, được cho là do phe Đỗ Xuân Tuyên đã chạy nóng. Tiếp theo, trong phiên xét xử lượt về, tức là phiên phúc thẩm, thì phe Đỗ Xuân Tuyên phải tiếp tục chạy cho Phạm Trung Kiên án thấp nhất như có thể. Nếu không làm được điều đó, Đỗ Xuân Tuyên có thể vẫn gặp nguy khốn. Bốn án chung thân được xem là có phần ăn đậm tòa án và viện kiểm sát ở lượt về. Vụ chạy án của Đỗ Xuân Tuyên chỉ là hình mẫu về loại giao thầu cho công an để lo liệu hết các cơ quan còn lại. Thời buổi quan chức tranh nhau giành ăn, họ bất chấp đạo đức, họ sẵn sàng làm việc ác với đồng bào để cậy cho ra tiền. Và khi chạy án lại giao hết cục tiền cho công an thì rất khó hiểu và rất khó hiệu quả. Đây là bài học cho những người muốn chạy án. Muốn chạy án hiệu quả thì phải tự chạy cả ba cơ quan tố tụng, chứ không nên giao riêng cho cơ quan nào đứng thầu. Quan chức ngày nay thấy tiền thì mắt sáng rực rỡ, nên đừng tin tưởng ai. Trường hợp ông Đỗ Hữu Ca đã ấm 35 tỷ đồng mà chạy án, rồi lại một mình ôm hết là bài học nhãn tiền cho cái bản chất của tướng công an. Vụ xử án lượt về là dịp để tòa án và viện kiểm sát kiếm ăn. Bốn án chung thân sẽ phải đút tiền rất mạnh cho hai cơ quan này để nhận những bản án có thời hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của người trong cuộc, là lượt về có thể có phim hay, bởi khi tòa án và viện kiểm sát ăn tiền thì bên công an sẽ rình bắt. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ có em dính vào tội chạy án như Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Anh Tuấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đến khi xử lượt về phần 4 án chung thân sẽ chảy vào miệng ai đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.